Bố mẹ tặng em lô đất từ ngày xưa, giờ em muốn bán mà thấy khu đó vắng vẻ quá. Tờ 51 thửa 208, xã Cư Ê Bua, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Ok em, để anh xem giúp em nha. Đầu tiên em vào trình duyệt gõ vulan.vn. Bấm vào nút quy hoạch. Chọn vào tờ thửa, nhập thông tin chính xác của lô đất, bao gồm số tờ số thửa và bao gồm địa điểm. Đây chính là vị trí theo số tờ số thửa em cung cấp. Nhìn thấy có vẻ vắng thật em ạ. Dân cư thừa thớt. Lô này của em có diện tích 1.000 m², khá rộng đấy. Để anh kéo bản đồ quy hoạch xem sao nha. Bất ngờ chưa? Lô này của em đã được quy hoạch trong tương lai có thể là một khu đô thị. Và vị trí của em lại còn là lô góc 3 mặt tiền nữa. Tuy có dính một phần quy hoạch giao thông, nhưng không đáng kể, em vẫn còn rất nhiều đất. Chưa kể phần đất dính quy hoạch đó em sẽ được đền bù theo giá thị trường. Anh thử vẽ danh xem dính quy hoạch bao nhiêu mét vuông nha. 202 m², em vẫn còn gần 800 m² nữa cơ. Với vị trí đắc địa như này, kết hợp với quy hoạch giao thông thông suốt, thì vị trí sẽ rất đắt đỏ trong tương lai. Em giữ lại từ từ bán nhé. Và đừng quên, vào ngay gulan.vn để kiểm tra quy hoạch nhà đất và xem tất cả các loại bản đồ quy hoạch trên toàn quốc.